dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chẳng dây chân đâu đến ngày hào về thì em xa anh ra nơi chốn ấy. Anh nhớ nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn tầm tay, hứa quay về sao anh chờ hoài chẳng. Mình chào các bác đã quay trở lại với cửa âm thanh Michael Audio. Lại tiếp tục những chiếc đẩy 3 kênh thương hiệu của BD Audio, model là 4260, lại lên đường phục vụ các bác nhé. Dòng đẩy 3 kênh, mỗi một kênh là 600W, cho phép các bác chơi một đôi full với đánh một súp hơi các bác nhé. Được gọi là dòng đẩy 2 trong 1, vì các bác vừa đánh được full lại vừa đánh được súp hơi, hoặc là các bác chơi thêm loa lơ lời, rất là phù hợp cho các bác chơi gia đình. BD Audio là một dòng rất là nổi tiếng rồi, cho ra chất âm rất là hay vì có cái vỉ lọc rất là chi tiết và sắc nét để cho ra âm thanh hay. Dòng đẩy 3 kênh đó, đây là nguồn các bác nhé, nguồn đồng 100%, và đây là 2 vỉ công suất, đây là vỉ đánh kênh thứ 3 để các bác có thể chơi được súp hơi 40 này, hoặc đánh loa lời. Còn công suất bên này thì các bác có thể đánh loa full chạy 8 tụ và 2 tụ để chạy kênh số 3 các bác nhé. Đây cái vỉ lọc rất là chi tiết ở đây, kể cả cái vỉ nâng lời cũng có luôn các bác nhé. Nếu mà các bác để ý với những dòng Martin hoặc là dòng BD Audio thì mới có cái vỉ như vậy, cái vỉ nâng lời ở sau này. Với dòng này thì chất âm rất là hay, bền. Phay các bác nhé, mặt phay nhìn rất là sang, nguồn đồng 100%, chạy 4 quạt các bác nhé, quạt cảm biến các bác ạ. Khi nào mà bắt đầu tải nhiệt nóng này, bắt đầu quạt mới quay nó, khi các bác mở lên cái thì quạt sẽ khởi động và sẽ tắt, khi nào mà bắt đầu nóng tải nhiệt, bắt đầu cảm biến mới hoạt động. Như các bác đang thưởng thức thì em cũng đang đánh đẩy trực tiếp ra loa thôi, tín hiệu thì trừ laptop cái chỗ này. Đó. Rất là khỏe, chắc tiếng. Nếu mà các bác nào mà đánh loa chênh lệch thì cũng có thể sử dụng những dòng 3 kênh rất là phù hợp. Tám tụ vỉ thì các bạn, quạt là chạy 4 quạt. Khi mà càng nóng thì hoạt động quạt càng mạnh, thì lúc đó thì có tiếng nhạc nó sẽ át đi rồi, các bác sẽ không nghe tiếng quạt các bác nhé. Tổng cộng là 4 giơ le, 1 giơ le là hoạt động cho tín hiệu điện vào đây. Và 3 giơ le ở đây sẽ là 3 kênh riêng biệt. Ok, giờ thì cho anh em đóng hàng và tặng kèm thêm dây jack, chỉ vận chuyển đến trường các bác thôi. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp các bác nhé. Hiện tại thì bên em cũng còn 6 hay 7 chiếc này nữa.
Và bên em mới về thêm được lô ETC các bác, dòng 2 kênh, dòng gia đình. Đó, công suất tầm 700W một kênh. Đó. Video sau thì em sẽ lên. Các bác đừng quên đăng ký kênh và like, chia sẻ giúp em nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.